Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, chúng ta ai cũng đều hiểu rằng việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết đối với sức khỏe mỗi người, đúng không nào? Nguồn dinh dưỡng ấy đến từ chính những loại thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày. Ngoài các loại rau, củ, quả, cá, tôm hay thịt lợn, thì thịt bò cũng là thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng. Nhờ chất dinh dưỡng phong phú với hàm lượng protein cao, hương vị đặc biệt có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Vì thế, đây là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, việc lạm dụng những tác dụng của thịt bò có thể ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, đặc biệt là khi chế biến thịt bò với những loại thực phẩm sau đây, thì chẳng khác nào là bạn đang tự trút thuốc độc vào cơ thể của mình. Đáng nói hơn, khi có đến 99% người Việt đã và đang chế biến thịt bò theo những sai lầm đó. Cụ thể điều này ra sao, hãy cùng theo dõi qua video sau đây nhé. Thịt bò nhiều protein và vitamin rất thích hợp để bạn bồi bổ bản thân sau những ngày tập luyện vất vả hay những ngày mệt mỏi. Tác dụng của thịt bò tuy tốt cho sức khỏe, nhưng bạn cũng nên cẩn thận vì nếu chế biến không đúng cách sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Thứ nhất, thịt lợn. Thịt bò và thịt heo thường kỵ với nhau, nhưng nhiều người rất thích ăn món bún bò giò heo, khiến cho việc kết hợp thịt heo với thịt bò cùng lúc là không tốt. Bởi thịt bò tính on, có tác dụng kích thích chuyển hóa, làm on trung ít khí, nó thích hợp với người yếu, người bị suy giảm chuyển hóa. Còn thịt lợn tính hàn, nó không có tác dụng sinh nhiệt, thích hợp cùng với người có cơ địa nóng, chuyển hóa cao, sinh mụn nhọt, táo bón. Bởi vậy, khi kết hợp với nhau, chúng trung hòa nhau và không đạt hết tác dụng hiệu quả. Thứ hai, hải sản. Ăn cùng hải sản với thịt bò có thể làm giảm tốc độ hấp thụ canxi. Thịt bò có rất nhiều phốt pho, rất cần cho việc hình thành xương, giúp xương chắc khỏe. Trong khi hải sản rất giàu canxi và magie, hai chất này cũng rất tốt cho xương. Mặc dù cả hai thực phẩm này đều tốt cho sức khỏe của xương, nhưng việc kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau thì không tốt chút nào, bởi các chất canxi và magie có trong thịt sản sẽ kết hợp với phốt pho thịt bò tạo ra sự kết tủa. Sự kết tủa này làm giảm sự hấp thu của phốt pho và canxi. Và như thế, tức là cơ thể bạn chẳng thể hấp thu được chất dinh dưỡng nào khi bạn ăn cùng lúc hai loại thực phẩm này. Vì thế, hãy tách riêng hai loại thực phẩm này khi nấu nướng để có thể nhận được dinh dưỡng tối đa của cả hải sản và thịt bò. Thứ ba, lương. Thịt lương là khắc tinh số 1 của thịt bò, đặc biệt là khi nấu cho trẻ nhỏ. Ăn thịt bò chung với lương, bạn sẽ cảm thấy khó tiêu hóa, đầy bụng. Sử dụng lâu dài có thể làm cho cơ thể bị nhiễm độc. Thứ tư, đậu nành. Trong thành phần của đậu nành có chứa nhiều purin và nguyên nhân gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, dẫn đến bệnh gút. Khi kết hợp giữa thịt bò cũng có tính chất tương tự. Nhiều bà nội trợ thường kết hợp cả hai loại thực phẩm này cùng lúc sẽ làm tăng lượng axit uric có trong cơ thể, gây đau khớp và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Thứ năm, đậu đen. Thịt bò rất giàu chất sắt, tốt cho máu, nhưng đậu đen lại có chất xơ thô to sẽ ngăn cản cơ thể bạn hấp thu lượng chất sắt có trong thịt bò. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ để không thể hạn chế công dụng của nhau. Thứ sáu, nước trà. Nhiều người thường thích uống nước trà để tráng miệng sau mỗi bữa ăn, không cần biết hôm đó mình ăn thực phẩm gì, kể cả thịt bò. Nước trà và thịt bò vô cùng kỵ nhau, bởi lượng axit tannic trong nước trà khi tác dụng với protein trong thịt bò sẽ gây viêm cho niêm mạc ruột, tích tụ chất độc cho nhu động ruột, dễ gây táo bón. Vì vậy, bạn đừng bao giờ uống trà sau khi ăn xong thịt bò. Ăn thịt bò và các loại thịt đỏ, xong cũng không nên uống trà đặc. Nếu muốn thì chỉ nên uống sau ít nhất 2 giờ. Thứ bảy, hạt dẻ.
Thịt bò có nhiều đạm, còn hạt dẻ lại giàu vitamin C. Nhưng chính lượng vitamin C này sẽ làm cho đạm bị biến chất, không còn nguyên giá trị dinh dưỡng như ban đầu nữa. Ngoài ra, không phải ai cũng có thể ăn thịt bò. Có một số đối tượng sau đây nên hạn chế ăn thịt bò này. Người bị thủy đậu. Khi bị thủy đậu, người bệnh không nên ăn các loại thực phẩm tanh như hải sản, thịt gà, thịt vịt và thịt bò. Người bị viêm khớp. Thịt bò là loại thực phẩm giàu protein. Khi cơ thể tiêu hóa lượng thịt bò đã ăn, nó sẽ sản xuất ra rất nhiều axit. Những axit này cần có khoáng chất như canxi để trung hòa, và nếu cơ thể bạn không được bổ sung lượng canxi cần thiết, cơ thể sẽ tự động rút canxi từ hệ xương để làm tròn nhiệm vụ của mình. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ xương. Bạn có thể mắc bệnh loãng xương bên cạnh những nguy hiểm của bệnh viêm khớp vốn có. Người bị u xơ cổ tử cung. Người bị u xơ tử cung không nên ăn thịt bò vì loại thịt này làm kích thích tế bào, gồm cả estrogen, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khối u. Người bị sỏi thận. Người bị sỏi thận nên hạn chế các loại thịt bò, thịt gia cầm và cá. Đây là những loại thực phẩm rất giàu protein, khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên, hình thành các loại sỏi. Người bị bệnh mỡ máu. Người bị bệnh mỡ máu không nên ăn nhiều đạm, trong khi thịt bò lại là một trong những loại thịt đỏ chứa hàm lượng chất đạm cao hơn so với loại thịt khác. Người cao huyết áp. Thịt bò chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, gây nhiều tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là người bị cao huyết áp. Thịt bò được xếp vào nhóm thịt đỏ có lợi cho sức khỏe của con người. Nhiều người thường thích thịt bò hơn những loại thịt khác, nên thường mua cho cả gia đình mình ăn. Tuy nhiên, chưa có quá nhiều người biết hết những công dụng của thịt bò, cũng như những lưu ý khi ăn thịt bò đúng cách. Vậy cụ thể điều này ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Thứ nhất, phòng chống bệnh thiếu máu. Thiếu máu là một tình trạng phổ biến, đặc trưng bởi giảm lượng tế bào máu và làm giảm khả năng của khí oxy trong máu, đặc biệt là đối với trẻ em. Thiếu chất sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của thiếu máu. Các triệu chứng chính của nó là mệt mỏi và suy nhược. Trong đó, những thịt màu đỏ thường có lượng sắt nhiều, làm cho cơ thể bạn được phục hồi nhanh chóng. Vì lý do này, thịt trong bữa ăn có thể làm tăng hấp thụ sắt từ các thành phần bữa ăn khác. Ngoài ra, thêm một nghiên cứu cho thấy, khi bạn ăn thịt bò thì việc chống thiếu máu còn hiệu quả hơn việc uống thuốc sắt. Thứ hai, duy trì cơ bắp. Giống như tất cả các loại thịt, thịt bò là một nguồn tuyệt vời của protein, chất lượng cao. Nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu và nguồn protein tuyệt vời. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, không tiêu thụ đủ protein với nguồn dinh dưỡng cao. Lượng protein được cung cấp đầy đủ có thể tăng tóc và làm trầm trọng liên quan đến tuổi teo cơ. Trong một lối sống lành mạnh, thường xuyên ăn thịt bò hoặc các nguồn protein chất lượng cao, duy trì và tăng trưởng của khối lượng cơ bắp. Thứ ba, tăng cường hệ miễn dịch. Với thành phần giàu protein và vitamin B6, thịt bò giúp cơ thể chúng ta thiết lập khả năng miễn dịch, đồng thời giúp hoạt động của các cơ quan được phục hồi sau khi làm việc với cường độ cao. Chính vì vậy mà việc ăn thịt bò hàng tuần sẽ giúp cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh, phòng ngừa được các loại bệnh tật. Thứ tư, giúp giảm béo. Trong thịt bò chứa nhiều chất béo không bão hòa, có khả năng làm giảm cholesterol xấu, nên sẽ giúp cho bạn giảm cân hiệu quả. Quá trình giảm cân, bạn hoàn toàn yên tâm. Sự ổn định của cholesterol trong máu và duy trì cung cấp năng lượng cần thiết để hiệu quả vận động và làm việc. Thứ năm, cung cấp năng lượng. Vitamin B6 rất cần thiết cho các tế bào, trong đó có tế bào máu đỏ, có tác dụng mang oxy đến nuôi các cơ. Vì trong thịt bò lại chứa rất nhiều vitamin B6. Vitamin B6 thúc đẩy nhận chuyển amino chuyển hóa, chính vì vậy nên cung cấp được dưỡng chất cho cơ thể trong những hoạt động cường độ cao. Thứ sáu, bổ sung các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Vitamin B12 cần thiết cho các tế bào, nhất là các tế bào máu.
mang oxy đến các mô cơ. Vitamin B12 thúc đẩy nhận chuyển amino acid chuyển hóa, do đó cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong những hoạt động cường độ cao. Ngoài ra, thịt bò có chứa đủ vitamin B6, có thể giúp bạn xây dựng khả năng miễn dịch. Protein giúp chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, góp phần phục hồi cơ thể sau khi thực hiện những hoạt động cường độ cao. Thứ bảy, giàu kẽm, magie. Bên cạnh giàu protein, thịt bò còn giàu kẽm và khoáng chất. Lợi ích của thịt bò còn giúp chống oxy hóa hiệu quả, hỗ trợ tăng cường cơ bắp. Lượng kẽm giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp protein. Kết hợp protein B6 và glutamate giúp tăng cường miễn dịch và đề kháng cho bạn. Đặc biệt, lợi ích của thịt bò còn tăng sự trao đổi chất insulin cho bạn, cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật. Thứ 8. Lưu ý khi ăn thịt bò. Không nên ăn thịt bò vào buổi tối. Thí nghiệm sinh học thì thời điểm buổi tối, gan hoạt động ít đi và dành thời gian cho nghỉ ngơi. Nếu sử dụng thịt bò vào buổi tối, chất sắt có trong thịt bò sẽ kích thích gan hoạt động nhiều hơn, từ đó làm lượng đường trong máu tăng lên và khiến cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh khác. Thịt bò không tốt cho những người mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như thừa cân, rối loạn mỡ máu, bệnh gút và đái tháo đường. Không được ăn khi có vết sẹo chưa lành. Những dưỡng chất trong thịt bò dù có tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương bị sậm màu khi lành sẽ gây nên sẹo lồi. Do đó, sẹo lồi không nên ăn gì thì đó sẽ là thịt bò và những món ăn làm từ bò như chả bò, giò bò. Tuyệt đối bỏ thói quen ăn bò tái. Hiện nay việc nuôi trồng và giết mổ vận chuyển đôi khi không còn được đảm bảo nên thịt rất dễ bị nhiễm khuẩn. Để đảm bảo sức khỏe không lo sợ ký sinh trùng, hạt sáng xâm nhập cơ thể, bạn nên bỏ thói quen ăn thịt bò tái, hạt chưa nấu chín. Không được ăn cùng thịt hải sản. Trong thịt bò chứa nhiều phốt pho, rất cần cho việc hình thành xương, trong khi thịt sản lại rất giàu canxi và magie. Vì thế, thịt bò và thịt hải sản không nên kết hợp với nhau vì sẽ tạo ra sự kết tủa của muối, gây cản trở hấp thu phốt pho và làm giảm tốc độ hấp thụ canxi. Kiêng ăn khi đang điều trị nám, tàn nhang. Thịt bò có chứa rất nhiều protein tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị nám mà sử dụng loại thực phẩm này sẽ khiến nám lây lan nhanh hơn. Vì vậy, nếu bạn đang bị nám hoặc tàn nhang thì không nên sử dụng thịt bò để hạn chế tình trạng vùng nám da bị lan rộng. Thịt bò được biết đến là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng như chất sắt, protein rất có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Theo các chuyên gia, những người sử dụng thực phẩm giàu protein thường không bị bệnh huyết áp cao và có động mạch khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Do vậy, hãy bổ sung thịt bò với chế độ ăn uống của gia đình mình quý vị nhé. Song cũng cần lưu ý đến những sai lầm khi chế biến thịt bò để nó giữ được tối đa dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy để lại bình luận bên dưới video này để chúng tôi được biết. Đừng quên ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thêm những video hay và hấp dẫn khác trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.